Đây là thấy có một đám tang đang di chuyển vào cái khu B ăn tá này cả nhà. Đám tang này như là ở thành phố Hồ Chí Minh xuống, nghe mấy anh em chia sẻ. Ngay đối diện chỗ ngay chỗ xưởng đá cả nhà. Không biết là đám tang này của ông cụ bà chút xíu đây em sẽ quay cho mình xem ha. Mấy anh em nhặt tay lên thôi cho mình xuống. Có chiều nay là có rồi đó. Thank you.
tay này của cụ ông không. Hai thằng đây, bỏ vào đây, khi khiêng bàn vô đây. Giờ thầy sẽ làm bốn cái lễ ha, và sau cái lễ tứ bái là sẽ hạ nguyệt. Và trước khi hạ nguyệt thì gia đình có xã tang thì thầy sẽ tang luôn. Lúc này thì thầy đang chuẩn bị làm lễ ha. Thì em thấy thì bà con đưa tang của ông này cũng rất là đông ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thạnh. Bình Thạnh ha. Sáng ngày hôm nay thì tại Hoa Viên thì cũng có rất là nhiều đám tang các bạn ơi. Thiêu chôn thì cũng nhiều, nhưng mà đặc biệt hôm nay thì em thấy chôn rất là nhiều ha. Sáng giờ cũng ba đám rồi. Đấy thì mấy anh em dân động thì cũng nghỉ ngơi, nhập tay cũng vậy. Khi mà thầy làm lễ xong thì sẽ hạ nguyệt ha. Rồi, chắc có lẽ thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người vào video kế tiếp trên kênh Cáp Thiên Thử Thách ha.